thức uống có cồn, sản xuất bằng cách lên men ngũ cốc, trái cây hoặc đường của bạn. Thức uống không cồn, thức uống không chứa rượu được sử dụng để giải khát của bạn. Phòng tiệc, căn phòng bày biện, chuẩn bị và phục vụ cho bữa tiệc của bạn. Nhà hàng, nấu nướng và phục vụ thực phẩm cho khách hàng đến mua hoặc xách đi của bạn. Phòng ăn, liền kề hoặc liên thông với nhà bếp để tiện cho việc phục vụ của bạn. Tiệc đứng, bữa ăn mà thực phẩm đặt ở khu vực công cộng và thực khách tự phục vụ của bạn. Tiệc mặn, bữa ăn quy mô có món ăn chính và món tráng miệng của bạn. Tiệc cưới, bữa tiệc mặn được tổ chức sau khi hoàn thành buổi lễ cưới của bạn. Bồi bàn, cung cấp món ăn và đồ uống theo yêu cầu khi gọi của bạn. Quán cà phê có đồ uống lạnh như cà phê đá và trà đá, đồ uống có cồn và đồ ăn nhẹ của bạn. Phòng trà, hình thức biểu diễn và thưởng thức âm nhạc nhẹ nhàng, ấm cúng và gần gũi của bạn.